của bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong, xử phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong 7 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 22/2020. Viện áp dụng hình phạt bổ sung bị cáo Phong căn cứ vào điều 8 của luật buộc bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong bồi thường khoản tiền đối với các người bị hại cụ thể như sau. Những người thân thích của hai chủ đề thứ nhất có Lê Mạnh Cường và Lê Thị Hà, Lê Tùng Phi, Lê Long An, Lê Tùng Quân. Lê Tùng Quân, số tiền là 477.159.944 đồng. Bà Nguyễn Thị Cường, 1.434.231.469 đồng. Thi hành ngay sau khi bản án được pháp luật.